Chào các bác, xung đẹp quá, được thả nước và là quả rồi, là quả rồi, là quả. Nó là một cái cây già và rất là nhiều quả từ trước, nhưng mà tôi quẳng về quê thì không có người chăm, để trong cái bóng kia nó bị chậm ra quả, tức là nó chưa ra quả lại. Bây giờ nó lại ra quả, thả nước mênh mông rồi. Nằm xung nếp thì đi, yên tâm các bác, chắc chắn nó sẽ có quả, và quả rất nhiều, huống chi là nó đã có quả rồi. Đây thì những mầm quả nó đỏ chót trong kia. Tôi đang tính cắt vặt lá thì cho nó thoáng, để cho nó đỡ bị chết mấy cái vòi quả. Quả nó buông xuống đây. Một cây rất già, cây này mà đắp rêu thì tuyệt vời. Nhưng mà ẩm này thì tự nó sẽ mọc rêu lên đây thôi. Cây này ngày xưa toàn là rêu thôi. Đấy. Tôi đang vặt lá thì quên mất không quay video, thì bây giờ quay lại một chút cái cây này, xong rồi tí nữa tôi vặt xong tôi lại quay, vì tôi không qua mang cái giá để camera về. Đấy, và sẽ quay cây này với lại khoe một số cây, cái xanh, cái xanh đây, với lại một cái ổi kia thì đẹp, ổi đẹp, năm nay thấy nó đẹp. Đấy, đây cái xanh này nữa, bung lộc rồi. Đấy, thì bây giờ làm cây này, tôi sẽ làm cây này xong. Đang vặt rửa lá đây. Đấy, đây quả này xung nếp rồi, nó có cái lộc tím tím được không, thân nó hơi tím tím, nó rất là sai quả. Đấy, quả từ gốc đến ngọn luôn đấy. Còn xung tẹ thì nó thì nó trắng, nó không có cái tím này, và quả nó cũng trắng. Quả xung nếp nó cũng tím tím, lúc bé nó cũng màu tím. Tí nó sẽ quay quả xung nếp to đùng như các bác xem, cái dòng quả siêu quả đấy. Giờ tôi tạm dừng, tôi vặt xong rồi tôi quay lại cái quả các bạn. Đấy, vừa mới nhặt được hết lá các bạn, nhặt được hết lá. Thì cơ bản của cái việc này là cái kể cả sung hay là những cây khác ấy, thì đặc biệt là sung nó rất hay bỏ răm. Nó bỏ răm là vì những cái mắt, cái tay cành ở bên trong nó bị tối, nó bị tối. Mà một cái cây hoàn thiện như này thì nó thì cái tán nó rất là rộng và rậm, cho nên những cái mắt ở trong thường nó bị tối và nó bị khô. Mà những cái vòi quả thì lại thường ở bên trong, bác hiểu không? Cái cây to thì không nói nhé, cây to nó nhiều mắt và nó cái không gian nó rộng. Cái cây mini có mỗi màu thôi, và những mắt quả nó ở bên trong này, nó như này thì nó bị tối, thì buộc phải lọc cái này thường xuyên và để cho nó có ánh nắng. Những cái vòi quả rất nhiều các bác nhá, nhiều khi là vẫn không ra được vì nó bị khô. Và cái thứ hai, các bác muốn nhiều quả thì buộc các bác phải nuôi những cái mắt quả như này, nó ra quả những cái chỗ như này, chứ không thể nào mà nó to, nó mọc luôn quả ra ở thân này được, nên giống sung nó như vậy. Đấy, thì vòi quả đây rất nhiều này, đây rất nhiều, nó mọc sát ở trong đây. Cái này đang cố nuôi để làm vòi quả. Đây quả, đây quả đỏ đỏ đây. Đấy, các bác nhìn. Đây này. Có cái quả này thì lứa trước nó ra đây rồi. Đấy, xung nếp nó màu tím các bác nhé. Màu tím và rất nhiều quả. Nó ra quả thậm chí đến tận những cái đầu ngọn này. Nó ra quả. Đây, ví dụ như những cái nốt sần sần đỏ đỏ đấy là nốt quả. Đây. Đấy, còn những cái mầm quả đây là hoàn toàn là quả. Đấy. Hoàn toàn là quả. Đấy. Thì muốn nó đậu ấy, muốn nó đậu thì các bác nhiều nước, thứ nhất là nhiều nước, thả nước. Thứ hai là tỉa để cho cái mầm quả nó không bị chết. Đấy, để em nhặt bỏ cái lá này cho nó sạch. Các bác nhìn cái bệ này nhé. Xong rồi các bác. Đấy, nhìn như cây mùa đông, cây mùa đông thật, cây đang tạo theo hơi hướng quốc tế các bạn. Quốc tế chút, nó thiên nhiên và nó cũng thậm chí là nó không có cái niêm luật gì nhiều, mà mình cố gắng mình làm một cách thiên nhiên nhất. Thế về cái tỷ lệ của nó thì rất là thích, cả tán nó chắc chỉ tầm 45 thôi, 45 phân là lên chỗ cao nhất kia thôi. Đấy, nhưng mà cái tận thân này thì chỉ tầm khoảng 25 đến 28 phân là cái đoạn thân chính, đoạn thân già màu này. Đấy, thì mấy hôm nay nó mưa quá,
nó mưa trên là nó bị nó xỉa sẫm màu đấy. Này bắt đầu đi vào chi tiết các bạn, cái bệ của nó các bạn nhé. Đây bệ nhé, bệ. Ngày xưa cái này nó rất là nhiều rêu và nó vẫn còn cái phôi rêu ở đây, thì bây giờ có ẩm hay là tự nó lên rồi. Chỉ độ nửa tháng sau là xanh ngắt cả cái thảm rêu luôn, rêu lên đến tận thân này các bạn nhé. Đấy, và đoạn thân nó rất là chùn, rất là chùn. Đấy, nó rất là chùn này, nó rất là chùn này. Đấy các bạn, cái đoạn này nó ngắn, nó rụt rịt ngắn. Cái này mà lấy để lấy mầm quả, nếu các bác muốn gọn thì cắt đi thì không có quả. Đó, nó là cái điểm. Ngày xưa các bác tưởng tượng là cái cây này nhé, trước khi em sở hữu là có một bác chăm là cũng đã rất nhiều quả, quả buông từ đây xuống đất nhé, chịu xuống đất nhé. Chín đỏ rực luôn, đấy là một thực tế luôn đấy. Đây một cái súng rất là giá trị các bác nhé. Đó, tán em đang làm rất rộng và bay ra, chỉ vặt lá chứ không có tỉa gì cả, đang đúng form rồi, đang ổn định dăm rồi. Lần trước là rút khá nhiều lần đây, một nhịp đây, một nhịp đây, và những cái đầu bấm này bây giờ là dăm nó ổn định hơn rồi, nó không có những cái dăm đột biến. Còn nó có những cái dăm đột biến là các bác phải xử lý, nó khác bọt ấy. Nó tự nhiên nó có một cái nó phồng lên nó phải tiêu diệt ngay hoặc là hạ, ví dụ như cái này nó to hơn thì phải hạ nó đến đây để mình nuôi những cái dăm khác, nó lấy lại những cái form dăm nó đồng bộ với những cái dăm đều nhau cùng một lứa. Tự nhiên có một cái phồng lên là nó làm lệch cái cây mà nó không được hài hòa. Để em quay cái phần bệ bên này. Đấy, bệ nó còn chìm ở dưới cơ các bạn. Bệ vòng của bên kia đây. Đấy, dưới này này, đây bệ này. Nó cùng với màu đất nên các bác hơi khó nhìn. Đấy, rêu riếc bắt đầu đang bám, đang ăn đây. Thân đây đang nuôi cái mắt quả đây. Đây là một cái mắt quả này. Cái mắt này này là toàn bộ là mắt quả này. Đấy, nhìn nó có một cái chút khác, nó hơi dây ấy. Còn cái mắt nửa quả nửa lá này, đây, thì nó to hơn nhưng mà nó vẫn có những cái sần sùi ở thân nó, là nó chuẩn bị ra quả. Đây, phần quả thì kia rồi. Nhưng mà đây trước chăm là nó ít quả, nó bị tối, trong này nó rất là tối, rậm rậm lá, rậm chi chít luôn. Đấy, quả đây. Đấy, quả màu tím luôn nhé. Sung nếp là như vậy. Lộc màu tím, cái da của nó nó còn bánh tẻ, nó màu tím. Và cái lộc cái đọt của nó màu tím. Đấy, và cái quả nó màu tím. Phân biệt sung nếp với sung tẻ. Nếp thì xiêng ra quả, nhanh ra quả, ra từ gốc đến ngọn. Còn sung tẻ thì vẫn ra quả nhưng mà lâu hơn. À, nhiều khi nó chỉ có ở thân thôi. Các bạn thấy chim mừng không? Em rất là yêu quý cái cây sung này. Rất là yêu quý cái cây sung này. Đấy, có cái quả lấp ló này để chứng minh các bác là nó có quả. Đấy. Và cái dòng sông này thì chắc chắn nó sẽ rất là nhiều quả, chẳng cần phải chăm chút gì nhiều đâu, không cần chăm chút gì nhiều. Đấy, quay từ vừa trên xuống. Đấy, sung này làm thì nó sẽ nhanh hơn. Các bác cứ ra chỉnh cái form, rồi chỉnh được cái, rồi lấy dăm ra, vươn ra, nó nhanh hơn. Nó không như xanh si. Thế nhưng mà để giữ được cái dăm nó đẹp thì lại là kỹ thuật. Các bác nhé, đầu tiên là phải nhiều nước, hay là thoáng, không bị đè lên nhau thì nó sẽ không bị mất dăm.
nước. Sáng rất ngày Tết Tết sướng, vì là Tết mà nhiều quả sướng. Các bạn thế là hợp lý. Rồi cảm ơn các bác. Chiều quay nốt mấy cây kia xem nó biến đổi như nào các bác nhé.